Không chỉ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp, nắng nóng kỷ lục trong những ngày qua cũng khiến bệnh nhân phải nhập viện tăng cao, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Vinh. Khoa hô hấp luôn là một trong những khoa đông bệnh nhân nhập viện nhất mỗi khi thời tiết thay đổi tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Dịp nắng nóng này cũng không ngoại lệ. Số liệu thống kê của ngày hôm nay cho thấy hiện có 119 bệnh nhân đang điều trị tại đây, tăng hơn nhiều so với những ngày trước đợt nắng nóng. Và đặc biệt là mùa này là có một số cháu vào còn bị co giật. Tức là như ví dụ ban đêm mình trời nóng quá mình nằm điều hòa về, thì những cái khi mà điều hòa thì nhiệt độ trong nhà với ngoài trời nó chênh lệch nhiều quá. Thế làm như khi nằm điều hòa thì nó mát, nó có mạch ngoài ví thì bố mẹ cứ tưởng là con mát chứ không phải sốt. Nhưng thực ra nhiệt độ trong cơ thể nó rất cao, nhưng em có nhiều em bé bị co giật. Không có nhiều trẻ phải khám và điều trị tại bệnh viện như ở khoa hô hấp. Thế nhưng số trẻ phải nằm lại tại khoa bệnh nhiệt đới lại có xu hướng chuyển nặng, đặc biệt là bệnh viêm màng não và viêm não Nhật Bản B, một trong những bệnh phổ biến vào mùa hè, nhất là khi thời tiết nắng nóng gay gắt và kéo dài như hiện nay. Do sốt nặng quá, sốt lên 40 độ, sốt quá lên co giật, giống như co giật mạnh ấy, nó hoạt lên nào ấy. Vào bệnh viện huyện thì điều trị cũng không được ổn định mấy, bị nặng thêm thì chuyển vào đấy. Là một trong những khoa có số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao trong dịp nắng nóng này, trong mấy ngày qua, khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An dường như tất bật hơn. Nếu như bình thường, mỗi ngày tại đây tiếp nhận khoảng 120 đến 130 bệnh nhân, thì 4 ngày gần đây, con số này tăng lên từ 140 đến 150 bệnh nhân và chủ yếu tập trung ở những bệnh phổ biến của người già do nhiệt độ tăng quá cao như đột quỵ, tim mạch, hô hấp và tiêu hóa. Theo thống kê của chúng tôi mấy ngày gần đây thì chủ yếu cái mặt bệnh là về mặt bệnh thần kinh, về đột quỵ não. Thông thường thì cái bệnh lý về đột quỵ ấy, thì nó liên quan vấn đề về huyết áp, tăng huyết áp là một, thứ hai tuổi già là hai. Đấy. Thì hai cái bệnh đấy, cái bệnh này liên quan là hai tình huống như thế, thì bây giờ một cái trời nắng nóng nữa thì làm cho tình trạng cái tăng huyết áp nó sẽ tăng cao lên. Đấy, thứ hai là người già thì sức đề kháng của họ kém đi, nên là họ thường hay xảy ra là đột quỵ. Dự báo mùa hè năm nay sẽ còn nhiều đợt nắng nóng như thế này nữa. Vì vậy, cách duy nhất để đối phó với thời tiết khắc nghiệt của miền Trung là mỗi người dân phải tự nâng cao kiến thức để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.